Nội dung của cái phần dọn dẹp mặt bằng trước khi mà anh chị động thổ xây dựng một căn nhà, đây là một nghi thức nó cắt bỏ những cái cây bụi, những cây tạp, những cái cây không dùng đến ở trong cái khu vực đấy, thì chúng ta làm cái nghi thức cái gọi là phạt mộc. Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với cả anh chị với cả các bạn về cái nội dung của cái phần dọn dẹp mặt bằng. Mặc dù là chúng ta chúng ta thấy tưởng rằng là cái việc này nó là một cái việc nhỏ, tưởng rằng việc này là một việc không quan trọng. Tuy nhiên là dọn dẹp mặt bằng nó là một cái động tác hay là một công tác rất quan trọng trước khi mà anh chị động thổ xây dựng một căn nhà. Thì trong chuỗi video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị bốn cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta dọn dẹp mặt bằng đối với cả cái đất vườn, hoặc là đối với cả cái đất mà trên đấy nó có những cái cây cổ thụ mà chúng ta cần phải phạt mộc, hay là chúng ta cần phải dọn dẹp mặt bằng trước khi mà chúng ta xây dựng cái căn nhà ở trên cái thửa đất hay mảnh đất đó. Nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ nói về cái việc mà dọn dẹp mặt bằng đối với cả những cái đất mượn, hay chúng ta gọi là đất bồi, tức là những cái nơi đấy mà trước đây nó là ao, hồ, đầm, trạch, hay là những cái ruộng trũng mà chúng ta chuẩn bị, mà chúng ta đã san lấp cái mặt bằng đấy rồi và chúng ta xây cái nhà lên trên đó. Nội dung thứ ba chúng ta sẽ nói về cái việc là chúng ta có một cái căn nhà cũ, có một căn nhà ở trên cái phần đất đó, mà khi chúng ta đập đi hay là chúng ta bỏ đi cái nhà cũ thì chúng ta lưu ý cái việc mà dọn dẹp mặt bằng này như thế nào. Ngoài ra thì trường hợp thứ tư đó là những trường hợp đất nối, tức là đất ghép, hay là ghép mảnh hay ghép thửa, tức là cái nhà mới chị xây lên sẽ ghép từ hai cái thửa đất, có thể trước đây nó là một thửa chúng ta chia tách ra, nay chúng ta ghép lại, hay là chúng ta mua thêm cái đất của hàng xóm vào để chúng ta ghép lại để thành một cái thửa đất mới. Thì ở cái phần này thì chúng ta cần phải lưu ý gì trong cái phần việc dọn dẹp mặt bằng? Thì anh chị sẽ tương tác với tôi, hoặc là để mà nghe hết cái chuỗi video này thì chúng ta, anh chị nào mà chưa đăng ký thì chúng ta kích vào cái nút đăng ký phía dưới đối với kênh YouTube, chúng ta kích vào nút theo dõi đối với cả các cái kênh của Facebook, chúng ta kích vào cái phần like hay là chia sẻ hay là quan tâm đối với cả những cái kênh TikTok hoặc những cái kênh mà để mà tôi khi mà nói về những video này hay trên các cái chuỗi video chia sẻ với anh chị thì tôi có thể chia sẻ và anh chị có thể nghe được toàn bộ một cái chuỗi video này. Thì trước khi mà chúng ta sẽ nói về cái phần mà dọn dẹp mặt bằng, chúng ta phải hiểu bản chất của cái việc động thổ và dọn dẹp mặt bằng đã. Bản thân ấy là động thổ hay dọn dẹp mặt bằng nó không phải là một hành động, đây là một nghi thức. Chúng ta phải hiểu rõ đây là một nghi thức chứ không phải là hành động. Vì nếu như mà chúng ta tưởng nhầm giữa hành động với cả nghi thức thì nó sẽ bị vướng một cái vấn đề ngay lập tức. Đó là nhiều anh chị là cứ nghĩ rằng là cuốc xuống hay đào xuống hay là đã gọi là động thổ rồi, chúng ta không dám để làm sạch cái mặt bằng hay làm dọn sạch cái mặt bằng trước khi mà chúng ta tiến hành xây dựng. Thì anh chị bảo là em nhiều số một số cái căn nhà hiện hữu chẳng hạn, thì là nó khi chị phá dỡ đi nó còn cái móng chẳng hạn, anh chị bảo là không dám cuốc bỏ cái móng đấy đi bởi vì như thế thì gọi là động thổ, thì chúng ta đã hiểu nhầm cái quan điểm này. Vì động thổ hay dọn dẹp mặt bằng đây là một cái nghi thức cho cái việc chuẩn bị trước khi chúng ta xây dựng cái nhà, chứ nó không phải là một hành động. Và thống nhất quan điểm là nó không phải là hành động thì chúng ta sẽ tiến hành vào các nghi thức dễ nhất để chúng ta có thể tiến hành xây dựng một căn nhà. Bản thân chúng ta hiểu là dương cơ là cái nơi mà người sống cư trú, hay là cái dương trạch đó là nơi những người sống cư trú. Thì khi anh chị xây dựng cái nhà cửa, nhà máy hay là xí nghiệp hay văn phòng hay doanh nghiệp hay cái tòa nhà, hay là một cái nơi mà chúng ta làm kinh doanh hay dự định kinh doanh trước khi chúng ta tu tạo sửa chữa, thì chúng ta cần phải dọn dẹp nó trước khi mà chúng ta tiến hành các nghi thức động thổ hoặc là xây cất. Cái việc dọn dẹp mặt bằng này đó là cái cách thức để mà chúng ta tẩy trừ cái uế khí, tẩy trừ những cái hư khí, tẩy trừ những cái tạp khí ở trong đất trước khi mà chúng ta tiến hành cái nghi thức hay là nghi lễ động thổ. Thì đối với trường hợp mà những cái mảnh đất nó trống, tức là nó đã sẵn cái mảnh đất nó trống rồi, hoặc là một mảnh đất vườn, hoặc là trên đó nó có những cái cây cổ thụ, những cây lâu năm, thì cái việc dọn dẹp mặt bằng này thì chúng ta sẽ thực hiện những nghi thức gọi là phạt mộc, hoặc là chúng ta sẽ chặt bỏ những cái cây, hoặc là đánh những cái cây đấy, đánh những cái cây cổ thụ ra chỗ khác,
hoặc là những cái phần đất vườn thì chúng ta sẽ dọn dẹp một cái khuôn viên để mà chúng ta có thể tiến hành. Bởi vì là sau cái lễ dọn dẹp mặt bằng á, thì là anh chị sẽ phải tiến hành nghi thức động thổ, thì không có lẽ cái mảnh đất nó lộn xộn, cái mảnh đất nó bừa bãi, nó bẩn thỉu, hoặc là cây cối thì mọc đâm ngang đâm dọc, mà chúng ta để một cái bàn lễ tại đó để chúng ta xin phép thần linh thổ địa thành hoàng đến để chứng cái lễ đấy, để mà chúng ta để chú động thổ, thì làm gì có thần thánh nào, làm gì có cái thần thánh thần linh nào mà đến chứng kiến khi mà chứng lễ cho chúng ta, khi mà cái chỗ đó nó bừa bãi, nó bẩn thỉu, nó tùm, nó nhiều uế khí và tạp khí như vậy, thì không có cái chuyện đấy. Và thứ nữa là kể cả cái trong trường hợp là cái mảnh đất đấy nó tương đối là sạch sẽ, tức là nó tương đối sạch sẽ ở đây, tức là chúng ta hiểu rằng là những cái cây cỏ nó thấp chẳng hạn đi, thì chúng ta xác định bằng việc là chúng ta dẫy bỏ, hoặc là chúng ta dẫy ở đây, từ dẫy đây thì là cắt đấy ạ, chúng ta cắt bỏ những cái cây bụi, những cây tạp hoặc những cái cây không dùng đến ở trong cái khu vực đấy, thì chúng ta làm cái nghi thức gọi là phạt mộc, hay là chúng ta dọn dẹp cái không gian. Tóm lại là làm sao để cho mà cái sạch đất đấy nó thực sự là nó sạch sẽ. Ở đây tôi đang chỉ nói trong cái phần là cái nơi đấy là chưa có công trình trên đó thôi nhá. Trên đó mới chỉ có cây cối, trên đó nó mới có chỉ có những cái cây cối hoặc những cái lùm đống. Thì cái việc mà chúng ta dọn dẹp mặt bằng này làm một công tác rất là quan trọng. Ví dụ ở trên đó những nhiều cái mảnh đất anh chị trống ra chẳng hạn đi, nhiều người ta anh chị để rác vào đấy, anh chị đổ rác vào đấy chẳng hạn đi, hoặc là có những cây bụi cây leo đi, hay có những cái gò đống, hay là có những cái chỗ mà anh chị để xỉ, để cái đồ vật cũ không dùng anh chị lâu ngày anh chị để trong đó, thì tất cả những cái phần đó là chúng ta cần phải làm lễ trước. Thì khi để mà tiến hành cái phần nghi thức này thì chúng ta sẽ tiến hành là cái nghi thức là chúng ta sẽ làm một cái nghi thức nghi lễ gọi là xin phép được dọn dẹp mặt bằng. Thì cái phần nghi lễ này thì nó có hai cái phần chúng ta sẽ thực hiện. Một là chúng ta có thể thực hiện trực tiếp tại cái nơi mà chúng ta làm, nếu như mà nơi đấy không phải là căn nhà của anh chị, nếu tức là không phải là căn nhà của anh chị, tức là như này, một cái mảnh vườn chẳng hạn, cái nhà chính anh chị ở chỗ này và ở bên này anh chị định làm một cái nhà sang ở chỗ bên cạnh, thì phần nghi thức đấy chị sẽ xin phép ở trong cái nhà chính. Nhưng mà nếu như mà mảnh đất đấy là một mảnh đất trống và chưa từng có công trình xây dựng ở trên đó, hoặc là không có cái nơi thờ cúng, thì chúng ta có thể làm một cái bàn lễ, chúng ta đặt ở cái nơi mà nó có để chúng ta chuẩn bị xây dựng cái dương cơ tại đó. Thì khi chúng ta làm bàn lễ này thì nghi thức của chúng ta sẽ là làm xin phép thần linh thổ địa thành hoàng, người âm khuất mày khuất mặt tại nơi đó để mà xin phép, và sau cái để mà tiến hành cái nghi thức để dọn dẹp, và sau nghi thức dọn dẹp này thì chúng ta sẽ xây dựng cái nhà cửa, hay là xây dựng công trình nào đó mà anh chị định dự kiến làm nhà cửa, hay là công ty, hay là nhà máy, hay xí nghiệp, thì chúng ta làm một nghi lễ của nghi lễ xin phép. Chúng ta dọn dẹp mặt bằng nó khác với động thổ lại là một nghi thức hoàn toàn khác, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý rất là rõ cái việc này. Trong trường hợp mà một cái dự án mà lớn hay một cái nhà máy xí nghiệp mà lớn ấy, thì ít nhất là chúng ta cũng phải dọn dẹp ra một khoảng dự kiến, tùy vào cái quy mô của nhà máy của anh chị, có thể là 20m², 30m², 50m², đến tối những cái dự án lớn nó đến hàng trăm mét vuông, là chúng ta phải làm sạch cái khu vực đó. Sạch ở đây được hiểu rằng là toàn bộ cây cối, hoặc là những cái đống, hoặc là rác rưởi, hoặc là tất cả những cái gì đó xung quanh cần phải được làm sạch, làm phẳng. Bởi vì là ở một cái không gian như vậy thì khi anh chị nghênh đón thần linh, hay anh chị nghênh đón các cái hoặc là chư mời chư vị tôn thần, hoặc là gia đình chúng ta bày lễ chứng lễ tại đó, thì nó mới có cái không gian, hoặc là có cái chỗ. Nhiều nơi thì đến cái ngày động thổ, khi mà chuẩn bị động thổ vào cái chính đất đấy chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là bừa bộn, không biết xếp cái bàn lễ ở đâu, không biết đặt cái bàn lễ để mà làm những cái thứ động thổ ở đâu. Thế nên nghe là chúng ta hoàn toàn nó sẽ bị động hoàn toàn. Sau khi mà dọn dẹp mặt bằng xong thì chúng ta sẽ tiến hành đến nghi thức rác móng, tức là chúng ta sẽ xác định cái khuôn viên mà chúng ta sẽ xây dựng cái căn nhà của chúng ta ở chỗ nào, và vị trí của vườn, vị trí của không gian như thế nào, thì lúc này mới đưa cái mặt bằng định vị công trình của chúng ta lên trên cái thửa đất chúng ta dự kiến để xây dựng. Thì như vậy thì sau này thì cái việc mà phân kim hay là làm theo các cái hồ sơ phong thủy hoặc là tư vấn thì nó mới đảm bảo được cái tính toàn vẹn, hoặc là đảm bảo được cái tính bố cục của một cái hồ sơ. Cho nên là
ở cái động tác dọn dẹp mặt bằng này thì đối với mảnh đất trống thì những cái cây cổ thụ, những cây cao, những cây to nếu anh chị giữ lại muốn chuyển sang cái vị trí khác ở trên để đỡ ảnh hưởng đến công trình xây dựng trên đất thì anh chị có thể trong cái lễ dọn dẹp mặt bằng này, sau khi chúng ta làm lễ xong, chúng ta sẽ tiến hành cái nghi thức, tiến hành cái việc này trong vòng khoảng 1 tuần hay là 10 ngày hoặc cái thời gian đủ để chúng ta có thể chuyển dịch cái cây này sang chỗ khác. Còn nếu chúng ta không sử dụng cây đấy nữa thì chúng ta cũng sẽ làm cái nghi lễ vào ngày hôm đó để chúng ta chặt bỏ, hoặc là khi chặt bỏ thì chúng ta sẽ lật, tức là chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái phần gốc lên. Còn những cái bụi, gò, đống, lùm hay là những cái rác ở trên cái khu vực đất mà chúng ta dự kiến xây dựng thì chúng ta cũng cho xe vào để dọn dẹp, để làm sạch cái phần đất này đi, để làm sao cho cái không gian sau này anh chị làm cái dương cơ ở trên đó, để làm sao nó hài hòa và nó đảm bảo được cái phần sinh khí. Cái phần dọn dẹp mặt bằng này nó có cái tác dụng rất lớn nữa, bởi vì là cái ngôi nhà là dương cơ, là dương trạch, cho nên là rất cần cái dương khí nó đẩy vào để làm cho là cái người cư trú trong này sau này nó có được cái sức khỏe, có được cái sự bình an. Cho nên thành ra là chúng ta dọn dẹp phần mặt bằng dọn dẹp này xong thì chúng ta sẽ để có một động tác gọi là phơi ải, tức là chúng ta sẽ phơi cái đất vườn, cái đất sau khi phạt mộc, để cho ánh nắng, tức là dương khí nó dọi xuống cái mặt đất đấy. Thì cái dương khí này nó tác dụng nó kỵ tà, cái dương khí này tác dụng nó tẩy uế cái ánh sáng mặt trời, cái tính thuần dương của ánh sáng mặt trời và mặt trời của thái dương, nó sẽ làm cho là trạch đất nó tăng cường thêm cái sinh khí. Và thì sau này khi mà chúng ta động thổ chẳng hạn thì những cái gò đống, những cái tàn dư của cái âm khí hay là uế khí tại đó nó không thể xuống được phần phía dưới móng để mà sau này nó giữ lại ở trong căn nhà của anh chị được. Bởi vì chúng ta làm nhà đâu có phải là nó gọn ngay được đâu. Chúng ta đào đất lên rồi sau đó là những cái đất rác hoặc là những cái cây cối hoặc là những cái gò đống hoặc những cái gì mà vật dụng cũ chẳng hạn nó rơi xuống dưới móng của chúng ta, thì mai sau chúng ta làm cái nhà thì chúng ta lại bảo, mai sau lại mời thầy đến lại bảo là trong nhà có âm, nên cả trong nhà có ma, nên cả trong nhà có tà. Thì tất cả cái việc này nó gây ra do là cái việc dọn dẹp mặt bằng chúng ta không chỉ chu, không chu đáo. Cho nên chúng ta sẽ phải làm tạo ra khuôn viên, giống như là trước khi mà chúng ta gieo trồng một cái mảnh ruộng thì chúng ta cần phải làm đất, thì trên đấy nó có cỏ dại, trên đấy, trên cái mảnh ruộng chúng ta có cỏ dại, có gò đống thì chúng ta san cho nó bằng phẳng, rồi chúng ta sẽ tạo ra không gian chỗ nào chúng ta sau này khi làm lễ cúng, chúng ta đặt bàn lễ, chỗ nào là để mà chúng ta động thổ, chúng ta định vị lại cái không gian xây dựng của chúng ta, căng dây rồi xem là cái nhà của chúng ta sau này nó sẽ xây dựng vào vị trí nào ở trên cái vị trí đất đó. Sau khi mà có được vị trí nào rồi thì sau này cái bàn lễ của chúng ta sẽ đặt tại đúng cái vị trí của cái công trình chính mà chúng ta đang xây. Ví dụ như là đối với cả cái xí nghiệp chẳng hạn thì nó chính là cái vị trí của cái nhà mà điều hành. Ví dụ như là ở các công trình dự án chẳng hạn thì nó chính là cái nhà mẫu hoặc là nơi của cái trụ sở cái dự ban dự án điều hành chẳng hạn. Chúng ta dọn dẹp sạch cái không gian đấy đi. Sau này là cái bàn lễ đặt vào chính trung tâm của cái nơi đó mà chúng ta sẽ làm cái nghi lễ. Thì ở đấy là tôi nói đến cái phần động thổ. Còn khi mà dọn dẹp thì cái chỗ đấy nó còn đang bừa bãi, đang lộn xộn. Nó vẫn đang còn chưa chỉnh chu thì chúng ta sẽ để cái bàn lễ ở vào phần phía trước hoặc ở bên ngoài cái thửa đất đấy về, ngoài cái thửa đất đấy cũng được, và chúng ta sẽ làm cái việc mà xin phép thần linh, xin phép chư vị tôn thần cùng người âm khuôn mày khuôn mặt tại nơi đó. Và hôm nay thì gia đình chuẩn bị làm cái nghi thức để mà chuẩn bị xây dựng căn nhà trên mảnh đất này, nên hôm nay xin phép với chư vị tôn thần làm cái lễ thức để dọn dẹp mặt bằng, tẩy trừ uế khí, tăng cường sinh khí cho cái trạch đất. Thì những cái nơi nào mà gò đống mà hầm mà nó có mùi xú uế thì anh chị có thể sử dụng thêm cái bột trừ tà khai vận để mà xông, hoặc sử dụng cái bột đó để mà rắc trực tiếp xuống cái phần đất đó. Những cái cây nào mà cây cối sau khi chúng ta phạt mộc xong ấy thì chúng ta cũng nên là thuê xe, chúng ta dọn đẩy hết toàn bộ cái cây ra khỏi đất để chúng ta có một cái mảnh đất gọi là sạch. Ở đây nó bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen ở đây là sạch về mặt, nghĩa đen ở đây tức là sạch về mặt vật chất cảm quan, tức là đất phải được gọn gàng, ngăn nắp và nó phải phân định rất là rõ ràng. Những cái nào mà là cây cối, rác hoặc là những cái đồ cũ hoặc gì đấy chúng ta sẽ bỏ khỏi hoàn toàn khu vực đó. Cái sạch thứ hai là khái niệm sạch về mặt khí, tức là để làm sao cho ánh nắng mặt trời
nguyên tắc ở đây là để làm sao cho ánh mặt trời nó dọi được xuống đúng cái thửa đất đấy của anh chị, để nó bổ sung dương khí, nó tẩy trừ tạp khí, nó hóa giải đi cái uế khí, để nó tăng cái dương khí cho cái gia đình anh chị cư trú tại đó. Thì cái động tác này người ta gọi là dọn dẹp mặt bằng. Thì cái phần này nó sẽ đang áp dụng cho cái phần đất trống, hoặc là phần đất vườn, hoặc là phần đất phạt mộc. Một số anh chị làm ở các cái nơi dự án ấy, thì cái mảnh đất đấy nó cũng tương đối là sạch sẽ rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải có cái động tác là chúng ta trên đấy thì để lâu ngày mưa nó sình, nó bị một số chỗ nó bị sình, một số chỗ nó bị ẩm mốc, một số chỗ nó bị trũng võng, rồi một số cây cối, rồi một số cái vật dụng nhiều khi người ta vứt rác vào trong phần đất của anh chị, thì chúng ta cần phải tẩy bỏ lượt hết đi. Nhớ rằng là đây là một cái nghi thức chứ đây không phải là một hành động. Cho nên cái việc anh chị cuốc xuống đất vài nhát, hoặc là anh cũng bỏ đi một số cái gò đống, thì đấy không phải đông thổ đâu. Đấy là chúng ta đang thực hiện nghi thức dọn dẹp mặt bằng để mà chúng ta chuẩn bị cái không gian, xác định cái không gian cho cái việc động thổ và xác định cái vị trí của cái bàn đặt động thổ. Nhớ là cái bàn động thổ chúng ta sẽ đặt ở đúng cái trung tâm của cái công trình của chúng ta theo cái hướng là ra ngoài. Thì khi nào mà đến cái chuỗi video về hướng dẫn động thổ thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị. Nên thành ra là chúng ta sẽ tẩy bỏ đi cái uế khí ở dưới đất, tẩy bỏ đi cái uế khí và những cái tạp khí, đặc biệt là những cái tà khí và hư khí ở trên đất. Và khi chúng tẩy bỏ như này thì chúng ta có cái sự xin phép đầy đủ bằng cái nghi thức lễ gọi là lễ dọn dẹp mặt bằng. Trước đây thì khi mà làm cái lễ này thì kể cả nhân ra các cụ thì vẫn làm cái lễ gọi là phạt mộc đấy, là chuẩn bị công trình. Và sau khi mà chúng ta làm cái phần đấy xong thì chúng ta sẽ làm cái động tác gọi là rác móng, tức là chúng ta sẽ căng dây để xem là cái khuôn viên toàn bộ sân vườn hay là của chúng ta trên cái phần đất đó như thế nào, sắp xếp lại cây cối, sắp xếp cái cây nào cần dùng thì sắp xếp vào đúng vị trí, cái cây nào không cần dùng thì chúng ta sẽ chặt bỏ đi để mà tạo ra một cái khuôn viên, để mà sau này thì cái việc mà xây dựng công trình hoặc động thổ thì nó không bị nhiễm các cái tạp khí hay uế khí hay là những cái hàn khí ở dưới đất, và chúng ta cần phải tăng cái dương khí để tăng cái sự ấm áp cho căn nhà của anh chị. Xin cảm ơn.